Nam Mô Di Đà Phật, xin chào anh sư Nguyên Thông, anh chào anh Hồ Dương Sinh. Trời ơi, anh hồi nãy tôi nghe anh nói anh sắp chết, tưởng anh là chắc là gần cả trăm tuổi rồi, mà anh mới có 81 tuổi mà anh nói anh sắp chết, giờ tôi phải người đi trước anh sao? Anh nói vậy đâu có được. Anh với tôi thì xê xích không có nhiêu à, tôi hơn anh chỉ có 2 tuổi thôi, mà tôi còn nguyên con nè, còn đương nói chuyện, còn thằng Gia Cộng là tôi còn ngồi ở trên này. Chừng nào mà tôi đi rồi, đi về mà cái cõi khác là thằng lúc đó thằng Gia Cộng nó sụp đặt. Nói vậy cho anh biết, anh Nguyên Thông, anh đồng ý không? Cảm ơn anh đã chia sẻ nha, những cái sự phát biểu của anh á. Tôi thích là anh biết tại sao không? Anh vừa nói đạo mà cũng vừa nói đời. Cái đó là cái tâm nguyện của tôi. Mình có chia sẻ ở đâu cũng vậy, mình cũng vừa nói đạo vừa nói đời. Bởi thường thường ở tiếng Việt Nam mình nó có một câu: ở đời phải có đạo và có đức. Đó. Ở trên đời phải có đạo và có đức. Vì thế cho nên nói vậy thì cảm ơn anh đã chia sẻ, nhưng mà anh biết tại sao tôi giơ tay không? Tôi giơ tay là tại hồi nãy anh có nói về một cái vấn đề về nếu biểu ở nhà đến chi ông tổng thống Mỹ rồi, có những người thì họ cho rằng giống như anh vừa nói đó, anh vừa nói đó, mà cái đó là sự thật. Vì có nhiều đài phát thanh mà mấy mấy ông này ông nói đó, tôi nói là mấy ông này là thuộc loại thánh. Thánh có nghĩa rằng là mấy người này họ công kích lại cái chính sách của ông Trump, tại vì ông Trump bắt họ phải ở nhà và bắt họ phải sống. Anh Nguyên Thông nghe kịp không? Vì ông Trump bắt họ phải sống và ông Trump không muốn cho họ chết, mà muốn sống thì phải ở nhà, đừng có đi ra ngoài để mà lây nhiễm. Nếu mà cái người đó còn rồi, có nhiều người còn nói với tôi nước Mỹ là nước tự do, người dân Mỹ là người dân tự do. Đúng, tôi nói tôi đồng ý, nước Mỹ là nước tự do. Tuy nhiên cái tự do này tự do sống chứ không phải là tự do chết. Tự do để chết thì cá nhân mình hãy chết đi và để cho người sống, chứ mình đừng có đi ra ngoài rồi mình lây lan, mình đem về, mình gây khổ vợ con gia đình, vân 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 vân. Đã biết cái bệnh này là cái bệnh lây, con vi trùng này là con vi trùng mà nó kêu bằng công tay sư dữ lắm, không thể tưởng tượng được. Qua hơi thở, qua tiếng nói, bàn tay không rửa sạch, bắt tay cũng không được nữa. Thì lại nói rằng ông Trump ngăn cản, nước Mỹ là nước tự do, hiến pháp Mỹ là hiến pháp cho tự do, nhưng mà ông Trump này ông làm này là ông ngăn cản sự tự do gì, sự tự do chết. Ông không muốn vậy, ông không muốn cho người dân chết, ông muốn cho người dân phải sống. Rồi có những người họ có một cái lập luận khác, họ nói rằng không, tôi không nói người Mỹ ngu nha anh Nguyên Thông, tôi Nam Mô gì Phật, tôi không có dám nói ở trên đời để tôi không có dám nói một người nào ngu người nào hay, tại vì họ chưa có ngộ thôi. Mình phải nói nếu mà dùng trong chữ nhà Phật, nếu họ chưa có ngộ được rằng tại sao người ta lại cấm mình đi ra ngoài và tại sao người ta biểu mình ở trong nhà, cái lợi nó như thế nào và cái hại nó như thế nào, họ không có phân biệt được. Vì thế cho nên có những họ vẫn còn vô minh, họ nói trời đất ơi, tôi bây giờ tôi phải đi ra ngoài, tôi tự do quen rồi, tôi đi 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 cái gì đó, tôi đi chơi nè, tôi gặp bạn bè nè, tôi hút thuốc, tôi uống rượu, tôi nhậu, vui chơi rồi nói bây giờ bắt tôi ở nhà sao được, tôi phải chơi. Nói thật ra cái tự do chết thì không ai ngăn cản đâu, đúng là cái tự do chết không ai ngăn cản đâu. Cái tự do sống mới khó chứ tự do chết thì dễ lắm, mình cứ đi ra ngoài đi,
cứ tiếp xúc đi, cái sự lây nhiễm nó sẽ đưa đi tới. Họ không hiểu cái này. Rồi có những người mà cũng dùng đài phát thanh nữa. Đây là tôi nói, là tôi nói có chứng có cớ đàng hoàng nha. Quý vị đã nghe những cái những mà là có những cái đài phát thanh mà của người Việt Nam đó. Rồi những người mà kêu bằng tôi phải cho họ là ông thánh phán. Thánh phán có nghĩa là ngồi ở trong nhà, trong một cái phòng kính, rồi phán ra những cái điều mà trên trời dưới đất. Họ nói rằng mấy cái thằng bác sĩ nữa, xin lỗi nha, tôi không bao giờ kêu mấy người này bằng thằng nữa. Mấy cái thằng bác sĩ biết cái gì, biểu người ta ở nhà để cho nền kinh tế người ta, nước Mỹ càng ngày càng sụt lại, làm sao phục hồi lại kinh tế. Bây giờ đó tôi mới đặt câu hỏi mà mấy người đó họ nói là kinh tế phải phục. À, thánh phán đó là ngồi ở trong buồng, thánh phán là mấy giống như mấy cái kiểu mà người mù mà rờ voi vậy đó, mà năm người mù mỗi người đoán chừng đó, thành ra cứ cho rằng cái lập luận mình đó là hay lắm, mình phải người ta phải theo, và cho rằng nói rằng là phải có một cái nền kinh tế. Nếu mà cứ ở trong nhà hoài, người dân không đi làm thì kinh tế sẽ suy sụp. Mà kinh tế sẽ suy sụp ra là nước Mỹ sẽ thua các nước khác. Trời đất ơi, tại sao họ không coi con số ngày hôm nay ở bên nước Mỹ hơn 83.000 người chết rồi. Và sự tiên đoán rằng không phải số 83.000 nó sẽ ngừng đâu, và nó có sẽ tăng lên rất là nhiều nữa, và có thể tới hàng trăm triệu lần. Đây là không phải là con số mà mình đùa được đâu. 100 triệu nó có thể đi tới. Và quý vị nên biết là, và cái nếu mà cái sự mà ỷ y và cho rằng tự do này là không phải là tự do theo cái kiểu mà bình thường, nhưng mà tự do chết này đó, để mà tiếp xúc, thì con số này nó sẽ tăng lên không thể tưởng tượng được. Chưa có một cái mức độ nào mà mình có thể tưởng tượng được cái con số này. Vì đến ngày hôm nay, anh Nguyên Thông, anh thấy chưa? Sự việc xảy ra từ ngày 25 tây tháng 11 cho tới bây giờ là mấy tháng rồi? 5 tháng rồi, 6 tháng rồi. Mà biết bao nhiêu những người mà họ muốn đi tìm vaccine mà không có. Vaccine không có thì bây giờ làm sao? Họ phải để mà trị bệnh. Muốn trị bệnh phải có vaccine, phải có thuốc. Bây giờ không có, họ tạm thời họ lấy cái chloroquine để mà sử dụng. Nào thuốc này thuốc nọ, rồi cái tưởng tượng là có thể giết, dạ không, con vi trùng này nó chưa phải đúng thuốc thì nó chưa phải chết. Và muốn để mà trong cái thời gian mà kéo dài sự thuốc đó, nó không phải một số một chiều, không không phải là ngày hôm nay ông bác học nào ông tìm ra cái là ngày mai là có thuốc chích liền đâu, không, phải qua một cái quá trình thử nghiệm, thử cho con vật, con chuột, con khỉ, con này con nọ, rồi sau đó mới thử tới con người. Mà khi áp dụng con người nó không có một cái phản ứng nào mà độc hại khác á, thì lúc đó mới cho sử dụng ở ở ở ở trên thế giới. Thì cái này á, làm sao mà có liền được, làm sao mà có liền được cái vaccine này. Cái vaccine này đâu phải là một chuyện dễ đâu. Mến chào em Bảo Tuyết. Đâu phải là dễ đâu. Tất cả các nước ở trên thế giới ngày hôm nay đang thi đua để mà tìm cái vaccine. Thì mà theo tôi nghĩ đó, vaccine này nào người nào mà tìm được, quốc gia nào tìm được, quốc gia đó sẽ là đứng đầu ở trong cái cuộc chạy đua mà dưới cái con virus này. Mà thật sự ra cái nguồn gốc á, con virus này nó không phải là do tự nhiên. Có những loại mà vi trùng nó do tự nhiên thì nó sẽ tự diệt, hay là nó người ta sẽ dễ tìm. Nhưng mà này, cái con vi trùng này là do con người ta tạo ra để dùng cho trên cái phương diện vũ khí sinh học, chứ không có cái gì hết. Vì sử dụng cho vũ khí sinh học á, nên mới bắt đầu họ đã lường trước được rồi. Giống như một trái bom nguyên tử mà người ta đã lường trước rằng khi trái bom đã thả ra, cái bom atomic mà thả ra đó thì bao nhiêu ngàn người chết, mấy trăm ngàn người chết, và trong địa điểm nào, vân 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 vân. Người ta biết được cái con, sẽ đoán được con số khoảng chừng cái sự thiệt hại nó như thế nào.
Thì cái con vi khuẩn này cũng vậy, người ta đã khi mà tạo nó ra rồi đó thì người ta cũng biết rằng cái sự phá hoại của con này nó rất là kinh khủng. Vì thế có một cái điểm mà tôi ngạc nhiên có một cái, ông Tổng thống Trump 3 lần ông đã yêu cầu tụi Trung Cộng hãy mở cửa để cho những cái phái đoàn mà kêu bằng khoa học gia của Mỹ hay là nước nào đó để đến để nghiên cứu và tìm tòi coi coi tại sao mà xảy ra cái lỗ hở này, và tìm cách để diệt, mình phải biết cái gốc thì mình mới diệt được, đúng không? Ở đời mà phải biết được cái gốc căn bệnh nó làm sao thì mình mới diệt được. Bây giờ á, nó không cho, thằng Tàu nó không cho, nó không có chấp thuận một nước nào mà vô trong nước nó hết á. Một mặt đó thì nó lại làm những cái chuyện khác, nó đi ra ngoài để nó thâu thập những cái dụng cụ y tế của các nước trên thế giới và nó đem về Tàu để nó cất, nó làm một cái kho để dự trữ. Và ngày hôm nay tất cả các nước, hầu giống như tất cả các nước trên thế giới đều sử dụng và liên lạc và liên lạc với thằng Tàu để có những cái gì đó, có cái những cái đồ mà y tế, từ khăn, từ cái áo blues để bận ở trong bác sĩ với tụi y tá, và hơn nữa là cái đồ bịt mặt nữa. Mà những cái đồ đó nó đã quá đắt rồi, nó quá hạn rồi. Có những cái áo blue mà vừa xỏ vô nó rách rồi, tại vì nó quá hạn rồi, nó không còn sử dụng được mà nó vẫn đưa cho người ta. Quý vị thấy cái thằng Tàu không? Tôi bây giờ cái đó là mình nói về cái chuyện chuyện thằng Tàu đó. Hôm cách đây 2 3 bữa thì tôi cũng có nói chuyện với một một anh và cũng ở trong một diễn đàn về cái vấn đề này. Cái vấn đề này đó, nếu mà tôi nói ra đây thì chắc nhiều người cũng ngạc nhiên. Anh Nguyên Thông có biết rằng cái chuyện này người ta đã biết từ năm 2005 không? Anh Nguyên Thông, anh có biết không? Cái chuyện này á, trong một cái rapport của CIA, một cái rapport của CIA đã, ông nhà văn cái gì đó, nhà văn Alexandre Ander, ông ta viết trong một sách theo cái tựa đề là một cái rapport, một cái bản tường trình của CIA đã tường trình. Và một cái câu mà ấn mạnh để cho chúng ta đều biết là thế giới sẽ ra sao vào năm 2020. Và những gì cuốn sách đã nói vào năm 2005 thì y như là ngày hôm nay mà chúng ta đang gặp vậy đó. Có nghĩa là y như thế nào? Nói rằng cuộc sống ở ngoài công cộng của mọi người, đi ra phải bịt mặt, phải đeo găng và tất cả vân vân và vân vân. Nghĩa là nói đó. Và con số này, con số người chết nó sẽ tăng đi, tăng mãi, tăng tăng hoài, tăng cho tới một mức độ rồi nó, tới mùa đông nó sẽ ngừng, nó ngừng rồi nó đông trở lại và nó sẽ ngược trở lại mà vào 5 10 tháng sau đó. Và cái này đó không thể tưởng tượng được, thưa quý vị, không thể tưởng tượng được những cái việc này. Hôm qua tôi đúng là em Bảo Tuyết nói thì đúng chứ không không phải là sai. Cái này á, ở trong này á, nếu quý vị nhìn kỹ, nó không phải bây giờ thằng Tàu khi mà đã làm cái thả ra cái con virus này vô tình hay là cố ý, đó là một cái vấn đề. Nhưng mà khi thả ra này nó không có sợ gì trước trách nhiệm thằng Tàu, trước trách nhiệm tòa án quốc tế, nó chịu trách nhiệm gì? Đền tiền hả? Trời đất ơi, đền tiền hả? Quý vị cứ nghĩ đi, thằng Tàu là không, nó hồi nãy anh Nguyên Thông đã nói rồi, cái trên trên cái về vấn đề mà lý thuyết chính trị thì Đảng Cộng sản là một cái đảng nói láo và dối trá. Chính chúng nó là những cái điểm đó thì đừng có nói chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế. Đây là mình nói theo những người mà tôn trọng luật lệ kìa. Tụi tao nó không có ai luật lệ giống như mấy thằng Việt Cộng vậy đó.
Đó, Mỹ đòi thường 20.000 tỷ, Ấn Độ đòi thường mấy mấy chục ngàn tỷ, đủ thứ đủ nước trên thế giới đó. Không lẽ bây giờ nó xách, bây giờ nó cạo đầu cái thằng Tập Cận Bình và cái bè lũ Đảng Cộng sản đang cai trị hiện nay giờ cũng không trả hết. Mà nhưng mà ở đây là chúng ta nói thôi. Nếu mà đòi nó đờ 20.000 tỷ thì bây giờ thà rằng á, bây giờ làm sao cứu con người cứu con người chứ không phải là để cho mà con người chết hết rồi. Nước Mỹ mà bị thiệt hại mà có chừng 100 triệu người chết, mà tôi nói cái ví dụ hay là trên thế giới này 100-200 triệu người chết rồi đó, lúc đó là đền cái đồng tiền để làm cái gì? Có thể xây 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 dựng nước Tàu, nó sẽ bỏ ra cái chuyện đó qua qua một bên. Quý vị đừng có nghĩ rằng mấy nước kia đòi rằng nước Tàu phải đòi đền, tụi Trung Cộng phải phải bồi thường này bồi thường cho nước kia, không có đâu. Mấy thằng Tàu là khỏi có nói đi, khỏi có bàn với nó. Vì thế là trong cái bản mà tường trình của CIA vừa rồi đó, ông phân tích rất là nhiều. Mà phân tích cái này nó hay có chỗ là những cái việc người ta nói về vấn đề kinh tế nó sẽ xảy ra, và chính vì khi mà cái con coronavirus này xuất hiện ở trên cái thế gian này rồi đó, ở ở trên cái trong thế giới này rồi đó, và nó va nhiễm nhiều quốc gia lắm, và nó sẽ làm đảo lộn hết tất cả từ đời sống cho tới kinh tế của mỗi một quốc gia. Quốc gia Mỹ, Pháp, Đức, Anh và tất cả những quốc gia khác đều chung một cái hệ lụy. Nước nào cũng có người chết hết. Mấy ông Tây Bà Đầm này cũng mấy chục ngàn, mấy ông Đức, mấy ông Italy, ông này ông nọ, đến cái Phi Châu. Nghĩa là những cái nước nào mà nó gọi là đông dân, những thành phố nào đông dân thì những cái nước đó dễ bị lây nhiễm chứ không có gì hết. Còn mấy cái nước mà Phi Châu mà ở làng lâu lâu một hai người, một hai hai ba người thì cái đó cái sự lây nhiễm nó ít hơn là những người mà ở New York hay là ở Washington hay là ở Paris ở này, nó dễ lây nhiễm lắm. Dễ dễ lây nhiễm không thể tưởng tượng được, và cái sự lây nhiễm này nó sẽ kéo dài. Hơn 11.000 người già vừa chết ở trong vừa rồi qua cái nạn này từ hồi tháng 3 cho tới bây giờ đó. 11.000 người già chết ở tại bệnh Pháp này. Con số của những người già chết mà chưa tính là còn mười mấy ngàn người chết là những người khỏe mạnh nữa. Không phải nó thích nhai mấy ông già mà nó còn nhai luôn cả mấy mấy người khỏe mạnh nữa. Nổi cái việc Vũ Hán nè. Quý vị thấy những người dân ở trong dân ở trong Vũ Hán là nó có tới 11 triệu người dân. Mà con số bây giờ Vũ Hán bây giờ đâu còn 11 triệu nữa. Biết bao nhiêu triệu đã được là thiêu sống rồi. Từ thiêu sống cho tới thiêu chết, có nghĩa là chết rồi mới thiêu, có người hơi ngáp ngáp cũng thiêu. Thiêu luôn vì sợ lây nhiễm. Chắc các anh chị coi báo chắc anh cũng thấy biết rằng là nó nhốt những người đó vào ở trong những cái nhà và khóa cửa ở ngoài, không cho đi ra. Có những người phải nhảy từ ở trên lầu xuống. Đó là không phải là tôi đi tới tại chỗ, nhưng mà có những cái video mà được người ta mà quay rồi người ta đưa lên ở trên mạng xã hội, bởi mình thấy vậy mình mới biết rằng tụi tao nó thà nó nhốt lại hết để nó bưng bít. Tao là nó bưng bít là khỏi nói rồi, tao là nó bưng bít hết tất cả những cái sự thật mà chết nó giống như mấy người Việt Cộng vậy đó. Chết 10.000 á thì nó nói chết có 1.000, còn 9.000 là nó chắc nó đem đi nó nấu canh hay là nấu gì đó, bởi vì cái sự bưng bít là của cộng sản là số 1 mà. Nó không phải giống như nó khác thế giới tự do. Thế giới tự do còn, tôi nói nha, hay đóng ngoặc mở ngoặc, còn có thể chúng ta còn có biết được vài cái sự thật và con số nó còn hơi chính xác chút, chứ đối với đảng cộng sản thì thôi. Quý vị thường nói trải, bây giờ tôi nói một cái ví dụ đơn giản nè, các ai mà ở trong quân đội thì biết rồi,
Hồi xưa mình nghe lâu lâu cái nó nói cái đài của nó hay nói hôm nay chiến cái gì đó quân giải phóng đã bắn rơi 300 máy bay rồi hay là 300 đánh 50 cái đồn rồi xe tăng nữa nó nói nhưng mà thật ra không có mẹ vậy đó. Nó ngồi ở trong hầm á rồi nó hay trong hang bắt bó rồi nó tưởng tượng ra câu chuyện đó rồi nó nói vậy. Nó làm giống như là ấy là cái chuyện chơi vậy đó. Rồi mà nhưng mà người dân người ta tin khi mà cộng sản mà sau ngày 30 tháng 4 thì cái bộ mặt nó lòi ra thì lúc tới bây giờ người ta cũng cũng biết đó chứ. Người dân ở trong nước nó nói là người dân không có bệnh. Trời ơi, bệnh này Việt Nam trị hết lâu rồi, uống xuyên tâm liên cái con khỉ khô gì đó. Nhưng mà thật sự ra đây những sự lừa dối để mình làm con số ở Việt Nam nó đưa ra mà làm sao mình biết được đúng hay là sai. Ở ngoại quốc đây mà mình còn nhiều khi là đếm mà còn đếm lộn thôi chứ rồi không thấy chứ ở ngoại quốc này cái con số mà người chết, người bị nhiễm, người đang chữa trị này nọ, họ công khai họ nói ra. Mà nói ra những con số chết này mà nhiều người họ còn không sợ nữa. Nhiều người họ còn không sợ nữa, họ nói phải để cho họ đi ra ngoài, họ đi làm việc. Họ đi làm việc chứ họ không chịu tù túng. Đó là những cái tư tưởng phóng khoáng và tự do, mà tự do này là tự do, xin lỗi, đóng ngoặc mở ngoặc để chết. Chứ ông Trump là một cái người đưa ra chủ xướng đề xướng là xây dựng đất nước Mỹ lên càng ngày càng cường thịnh thì không có lý nào ông nhốt những người dân để cho cái nền kinh tế bị kiệt quệ đâu. Họ phải hiểu như vậy mới được chứ. Ông làm bằng mọi cách hết tất cả để cho mà đất nước để được tiến lên nhưng mà bị cái hoại đại dịch này thành ra phải áp dụng chính sách là để ngăn ngừa. Mà bây giờ người ta muốn đi ra thì để cho người ta đi ra chứ mình đâu có cản được. Đó là chữ tự do. Thành ra có những ông thánh phán mà ông nói cho nó sướng cái miệng á. Nếu mà mấy ông thánh phán này tôi nói thiệt, nếu ở gần nhà ông này chắc ông ở trong hầm nữa chứ đừng có nói ở trong nhà. Mấy ông này ông nói ông biểu người ta ra nhưng mà ông thì ông ở trong hầm, thường thường là vậy đó, nói cho sướng cái miệng vậy thôi chứ là làm không có đâu, là tai to miệng lớn nói vậy để cho là nói rằng là mình quan trọng cái gì đó, quan trọng hóa về vấn đề kinh tế. Chứ tôi thấy số chết bây giờ lên 80 mấy ngàn, rồi bên bên Pháp cũng vậy, ở nước nào cũng vậy á. Không phải cho ra đường mới áp dụng được phương pháp miễn nhiễm đâu. Cái này là cái cách để mà người ta nói thôi. Mấy ông bác sĩ bộ ông không biết hay sao? Mấy những nhà nghiên cứu mà người ta không biết hay sao? Mà chờ mấy ông thanh phán này ông nói không, thôi, không anh không có tin mấy cái này đâu. Bệnh thì đã đồng ý rằng bệnh á, thì nếu mình bị lây á, thì mình bị bệnh. Mà lây á thì nếu mà mình không gần những cái người bị bệnh á, thì mình ít lây. Vì nghe nói con vi khuẩn này nó nằm ở trong không khí, chả may mà mình đi ra ngoài đó thì mình ấy. Chứ bây giờ mình đi ra ngoài thì cũng tốt đi, nhưng mà ăn thua cái anti-co của mỗi người nó có anti-co có thể chống lại cái nó miễn nhiễm cái kháng thể của mình á, mình có thể chống lại những cái cơ thể. Tại sao ở trên này tới mấy tỷ người đâu phải người nào cũng bị hết đâu, có một số người chẳng hạn như 100.000 người đó thành phố đó mà chỉ có mười mấy ngàn người bị, đó là tại vì kháng thể của họ yếu không thể chống lại được cái con đó. Còn cái những người cái anti-co nó mạnh á thì nó chống lại thì những người đã sống. Nhưng phải không phải vì vậy mà cái lý thuyết cho rằng cho đi ra ngoài để mà làm quen với con virus để mà cái kháng thể nó chống đó ôi đó. Thì bây giờ chưa có dụng cụ y tế đâu,
Bây giờ chưa có đầy đủ dụng cụ y tế đâu. Dụng cụ y tế quan trọng nhất là thuốc mà vaccine. Thì bây giờ chưa có. Chừng nào mà có vaccine rồi đó, đi ra đường, đi đâu, ở đâu cũng được hết. Còn khi mà chưa có mà, thì bây giờ người ta cũng nói rồi, không ngồi trong nhà không phải là giải pháp tốt, thì ông Trump ông cứ nói, hay là bên bên Pháp này cũng nói, mà ông Tổng thống không có cấm bây giờ mở cửa cho ngồi thả vàng, mở cửa này cho ngồi đi ra thả vàng, nhưng chỉ yêu cầu lúc mà đi vào cái mà di chuyển công cộng hoặc là nơi công cộng thì yêu cầu phải bịt mặt. Nếu mà cái giải pháp đó, ngồi ở trong nhà hoặc là đi ra ngoài nơi công cộng phải đeo khẩu trang hoặc là vân vân, phải áp dụng những cái ngăn cản đó thì cứ đi ra ngoài đâu có sao đâu. Nhưng mà cái sự sẽ nhiễm thì cái đó là người đó sẽ biết chứ thôi, chứ mình đâu có nói được. Cái này á, là một cái hên xui thôi. Mình tránh xa, giống như chúng ta biết là cái đó đó, cái gì đó, chúng ta biết là cái bây giờ như vậy nè, có những người họ nói thôi ô thuốc phiện hay là mình hút thuốc mình đâu có sao đâu, nhưng mà hút riết thì nó họ nói mình hút thuốc riết rồi mình cũng bỏ được, nhưng mà cũng khó lắm. Tôi thì tôi nghĩ đơn giản, chắc có lẽ là mình không, đâu phải ngồi ở nhà là chờ chờ chết tầm bảy, không có đâu. Tôi ở nhà 2 tháng này, 3 tháng này, tôi gần 3 tháng này là không có ở nhà, cũng làm công việc nhà, làm này làm nọ, thì mình làm cái sinh hoạt theo cái của mình. Mình giờ mình không có đi ra ngoài, mình không có tiếp xúc, không mình không có tiếp xúc như như bình thường, giống như ra ngoài gặp bắt tay ông này bắt tay ông kia, nói chuyện này nói chuyện nọ, đứng gần rồi leo lên xe buýt rồi đi lên metro rồi này, các ông bây giờ mình tránh cái đó, mình tránh chỗ đông người. Nói tóm lại là bây giờ mình tránh chỗ đông người, mình đi chỗ không ít người để bảo vệ cái tại vì người nói anh Nguyên Thông mà anh 81 tuổi thì anh 81 tuổi, anh còn có thể anh ở nhà, chứ tôi cũng vậy, tôi ở nhà thôi chứ tôi đâu có thể đi ra ngoài làm gì. Tôi ở nhà cũng giống như ở ở ở ngoài đường, hai cái nó giống nhau. Mình không phải là cái tuổi trẻ mà bay nhảy ngoài đường ra ngắm cảnh ngắm này, không, mình ở trong nhà cũng giống như mình ở ngoài đường thôi chứ không có. Người ta nói, trời đất ơi, người ta nói rằng con virus này á, chỉ bắt đầu tới 60 tuổi thì mới bị nó nhai, phải không? À, còn không có đâu. Không có. Nó cứ tùy theo, đó là kỳ nào, mấy đứa nhỏ, có mấy đứa nhỏ cũng bị nữa. Còn mấy người trung niên cũng bị nữa. Tôi nói khi mà cái kháng thể họ chống không được, hay là họ có bị nhiễm nó. Ngu sao đi ra được. Ơi vậy thôi nha, thôi tôi nói chuyện cùng các anh chị chút xíu, tại thấy anh Nguyên Thông nè, anh nói chứ tôi là chủ trương là như vậy đó anh Nguyên Thông, tôi ở nhà ai muốn nói gì nói, còn thánh phán nào muốn đi ra thì cứ đi ra đi, rồi mình đâu có cấm, mình ở xứ tự do mà, xứ này là xứ tự do, chúng ta có tự do. Muốn có tự do thì mình cứ cứ mình hãy làm những gì mình muốn, miễn đừng xâm phạm tới người khác. Thành ra những cái ông Trump hay là ông Trump hay là mấy 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 ông tổng thống Emmanuel Macron cũng vậy, họ nói bây giờ muốn đi phải không? Đi thì đó để cho đi. Hoặc là quý vị thấy không, ngày hôm qua trên đài truyền hình Pháp ở cái Canaan mà Saint-Martin vừa mở cửa ra, nó mua bia mua rượu mua này mua nọ, hàng nguyên tâm sự rồi nó ngồi dọc đầy hết, thì mai mốt rằng đừng có tưởng rằng cái sự lây nhiễm nó không có, và con sự lây nhiễm nó sẽ tiếp tục thêm. Thôi cảm ơn ở tất cả các anh chị nha đã lắng nghe, xin mến chào tất cả quý vị, xin gửi cái mic lại cho